Em chào bác nhá, em Lâm đây. Bây giờ mới có thời gian để quay cái quạt phun sương cho các bác. Thì tranh thủ đi tối thì ba người như em có lau qua được hơn 20 chiếc. Đấy, thì ngày mai sẽ lau tiếp cho các bác. Đấy, thì các bác mua điều hòa, quạt, bếp ga, bếp từ thì nhớ ủng hộ em Lâm nhá. Hàng đang ế rất nhiều luôn, ế ơi là ế luôn. Lọc khí bù ẩm đang còn rất nhiều nhiệt để từ trên xuống dưới. Các bác lấy ủng hộ em Lâm một chút nhá. Lọc khí bù ẩm Daikin nhà em 60W chạy phòng tầm 6m2, giá rất là bình dân luôn. Đấy, bán 2 triệu rưỡi một con thôi. Đấy, các bác ủng hộ em Lâm nhé. Điều hòa thì hôm nay sạch chiến trường. Đấy, vừa mới trộn loạt mới ra. Em đi thì ở nhà thợ thì em với vợ em bán thì hầu như là hết. Ba chiếc kia là bán đi rồi. Đấy, ngày mai ship hàng cho khách, không còn. Đấy, loạt mới thì chắc phải tầm ngày kia mới quay cho bác loạt mới được. Đấy, các bác bổ lại đây. Bán như điên cắp. Đúng, bán như điên cắp luôn. Đấy, 4 ngày rồi mà bán em bán được hơn 30 chiếc điều hòa. Như vậy thì em thấy là khá là ổn định rồi. Đấy, quạt mới đang cho ra. Đấy, quạt hơi xương thì rất là nhiều. Thì ngày mai sẽ dọn ký cho các bác. Thì thôi không lan man nữa. Thì em quay qua vào địa chỉ nhà em và em sẽ quay vào máy luôn. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Bao Shop. Địa chỉ tại Cầu Giàng, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng 2 số điện thoại. Số đầu tiên số 0377996066. Số dưới là 0975360433. Để bác tiện cho kênh nhà em. Thì xin phép em để này cũng đây bác luôn. Đây. Thì hiện tại thì em đang quay mẫu này là mẫu màu trắng. Các bác nhìn giờ đây là quạt mới đập hộp nhá. Các bác đừng hỏi em là dùng ít hay dùng nhiều. Con này thì em có sản xuất từ 2018 đến 2020. Nhưng em cam kết bác là hàng chưa qua sử dụng khẳng định luôn. Đây, nhiều bác cứ thích giấy tờ đây. Giấy đây có mấy chục tờ giấy đây. Bác nào thích thì em cho vài tờ về nhà. Đấy, giấy má thì làm cái gì đâu. Quan trọng là người bán người ta nói chuẩn chỉ là được. Đấy, đây quạt hơi xương thì nó không phải là quạt hơi xương của Việt Nam mình đâu nhá. Cái này thì nó lạnh hơn, chứ không phải là nó bơm bằng cái motor bơm để cá xong rồi quạt quạt ba cái tờ giấy xong rồi chạy cái quạt cục lắng điều hòa kêu như máy cày đâu nhá. Đây là quạt Nhật, nó đây mày hơi xương này là nó mới tạo cho các bác hơi lạnh được, chứ không phải là cái hơi kia thổi đâu. Con này mới xuống độ lạnh được và rất là lạnh luôn. Đấy, em test qua cái cảm biến này nhá để các bác được biết là nó xuống bao độ lạnh nhá. Đây, em lấy cái cảm biến test điều hòa luôn. Test luôn cho các bác được nhìn luôn. Đấy, em test luôn cho các bác được nhìn luôn. Đây, lấy súng test luôn. Đấy nhá. Xung quanh môi trường của em là em không dùng một cái điều hòa nào đâu nhá. Đây, nhà cửa em đây nhá. Đấy, tường dốc hết rồi đây. Nhà nghèo hoàn cảnh không có tiền để mà sửa sang lại đâu các bác ạ. Có đồng nào thì vay công mượn nợ vào buôn hàng hết rồi. Khi nào thì có điều kiện đâu. Đấy, thì đây nhá, em bật luôn các bác nhá. Đây nhá, súng đi nhá. Bật trực tiếp vào máy luôn này. Xuống 18 độ luôn nhá. Đấy. Đấy. Đây nhá, xuống 18 độ luôn nhá. Đây, môi trường đi nhá. Môi trường đi nhá. Đấy, em đang điều được một chỗ này. Đấy nhá. Thế là em không phải là gì đâu nhá. Đấy. Ô, xuống. Đây, 17 độ. Đấy, 19 độ. Đấy, thế là cái này nó mới xuống độ được nhá. Thế là cái này nó mới xuống độ nhá, chứ không phải là cái quạt hơi nước của Việt Nam mình đâu. Đấy, nó phun sương này, rất là mát này. Bác nào có nhà có điều hòa như cực sướng luôn. Con này nó bù ấm luôn. Đấy, nó bù ấm luôn, cực sướng luôn. Con này thì nó rất nhiều chế độ nhá. Tắt bật ở đây này. Tắt bật này. Bật này. Quạt gió này. Đấy. Quạt gió này có 3 số này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy. Nút đây là nút tút năng này. Đấy, tút năng quay này, tắt quay này. Đấy. Ở bên đây thì có chế độ tiết kiệm điện này. Đấy, bật lá xanh eco này. Đây là ngủ đêm này. Đấy, đây là quạt khỏe nhất này. Đấy, bật ngủ đêm bác bật đây. Ngủ đêm nó có cảm biến nhá. Đấy, còn đây là phun sương này, tắt phun sương này. Đây là tắt phun sương này. À, đây bật này. Đây là tắt này, tắt phun sương này. Đấy, bật đây là phun sương này. Đấy, bật đây phun sương này. Đấy, cảm ứng nhất nhá. Đây, còn đây hẹn giờ này. Đấy, hẹn giờ này. Đấy, hẹn giờ. Không thích hẹn giờ thì mình tắt đi. Đấy, hẹn giờ nhá. Đấy, cực kỳ cao cấp luôn, có khả khiển nhá. Có con khiển thì nó còn pin, có con thì nó hết pin. Đấy, em rút một tạm một con ra đã rút pin rồi. Đấy, có con thì nó còn pin, có con thì nó hết pin. Thì các bác phải nhà tự thay. Thì cái pin này em cũng mua ở quán đồ điện, các bác tự đi mua thay nhá. Đấy, riêng cái này là cái khiển này nó có hay không có cũng không có tác dụng gì mà. Có khiển thì cầm đi nó tiện hơn. Đấy, có khiển thì cầm đi tiện hơn. Tắt này. Đấy, tắt này.
bật này. Đấy. Thì có con nó còn pin, có con thì hết pin. Khiển thì đủ 100% nhá. Khiển đi theo máy nhá. Không con nào mất khiển mất khung gì đâu, là đi tất cả đi theo máy hết nhá. Đấy. Đấy, có con còn pin thì có con hết pin. Đấy, quả pin thì có nó 10.000 một quả thôi đấy. Các bác phải mua tự thay. Đấy. Máy là máy mới, em bận không có thời gian để đi mua pin. Bởi vì em bọn em ở quê ít à, các bác phải ra cái cửa hàng nó bán đồ ấy đấy, đồ. Cái pin này thực ra ấy, nó chỉ là cái pin của cái xe đồ chơi thôi mà. Nó ở cái xe đồ chơi chứ nó không có gì phức tạp cả. Đấy. Em quay vào tem cho bác được nhìn luôn nhá. Tem máy luôn nhá. Em quay vào tem máy coi nhìn luôn. Em đã quay đây thật đắp, không có phông ảnh gì đâu. Đây, em quay là tem thôi các bác nhá. Đây có eco tiết kiệm điện này. Đấy. Con này đây, con này thì sản xuất đắt 2020. Có con thì nó sản xuất vào 2018 tháng 6 năm 2020 đây. Đấy. Con này sản xuất ở Made in China nhá. Đấy. Thì con này nó sản xuất ở China nhưng mà nó cho người Nhật dùng, chứ không phải là sản xuất của China mà sao mang sang Việt Nam bán đâu nhá. Để có hiểu là như vậy nhá. Cái này là cái của nội địa Nhật. Hàng này hàng em mua ở bên Nhật, nó trốn thuế thì bọn Nhật nó bắt, xong đó nó lưu hải quan, xong bắt đầu nó thanh lý ra bên ngoài. Đấy, sắt vụn đấy thì người ta mua lại cho bọn em. Đấy, bọn em mang về bán cho các bác. Đấy là các bác hiểu luôn ra như vậy. Tức là hàng này nó chưa qua sử dụng. Hàng mới 100%. Đấy. Để các bác hiểu là như vậy nhá. Còn bác nào yêu cầu giấy tờ thì giấy tờ đây, một giỏ luôn. Đấy, một giỏ giấy tờ luôn. Đấy, một giỏ giấy tờ luôn. Để các bác hiểu nhá. Đấy. Con này của nó em đọc công suất luôn nhá. Con này của nó công suất 80W, chạy điện AC, điện xoay chiều 100V đến 110V. Dòng điện của nó là dòng điện 50Hz đến 60Hz. Tức là giải điện nó dùng chung giải điện Việt Nam mình. Đấy, chạy điện 110V đến 100V đến 110V. Đấy, nhiệt độ quạt motor quạt ấy tỏa ra ấy là 130 độ C. Đấy. Đấy bác này đọc vậy. Đấy. Còn chạy 85W. Con này chạy điện 110 Made in China. Đấy, đọc lại một lần nữa là sản xuất tại Made in China. Đấy, chứ không phải là cắt cái tem này đi xong hỏi là sản xuất ở đâu, xong là chả biết sản xuất ở đâu. Thế sao phải giấu làm gì? Thế giờ iPhone nó sản xuất ở Trung Quốc thì giờ phải xóa chữ China đi. Thì vì ghi là chữ USA vào sao nó hay là của Mỹ vào sao nó khó lắm mà. Mình cứ bán thật, tự bác khách có khách hiểu hết. Đấy, đắt 2020 nhá. Cô này thì bọn em nắp chắn cái đổi nguồn ở bên trong này rồi. Đấy, các bác về nhà là cứ thế là cắm thẳng điện 220 dùng luôn. Đấy. Cắm thẳng điện 220 dùng thôi, không phải lo nghĩ gì cả. Máy là máy mới tinh. Đấy, nên các bác đừng hỏi em có vỡ chập vào đâu cả đâu. Máy là máy mới tinh nhá. Vì cái hàng lưu kho nó bị bụi rồi thì nước mưa rồi thì nó rách dưới. Thế là bìa xé bắt hết đi. Bắt hết sạch bìa đi. Đấy, giữ lại mấy cái tờ bìa này mấy năm. Chẳng may các bác nào có hỏi là thế còn sổ sách không thì đây bỏ đây còn sổ sách. Chứ bìa bắt hết rồi bẩn lắm. Nó lên nhầm nó bụi bặm. 2 năm rồi lưu kho. Đấy. Bật tí hơi sương đi cho nó mát. Đấy. Mà tí hơi sương nghĩ các bác cho sướng. Đấy, hơi sương phun. Đây mới là quạt hơi nước này. Đấy, đây mới là quạt hơi sương mát này này. Chứ không phải ba loại quạt Việt Nam đâu. À, máy thì trắng hết rồi. Đấy, có hai màu, một màu nữa là màu lông chuột đây. Đây màu lông này là màu lông chuột. Đấy, bác nào thích lấy màu lông chuột thì lấy. Thích lấy màu trắng thì lấy. Giá chắc là em bán giá là 3 triệu. Đấy, chưa bao gồm đổi nguồn, chưa bao gồm phí ship. Con này thì các bác cũng yên tâm là cũng không phải sợ trục trặc hỏng hóc gì đâu. Nó chả có gì đâu, nó thực ra nó chỉ như cái máy Việt Nam thôi. Nhưng quan trọng là động cơ của nó là động cơ dây đồng. Và chất lượng nó là chất lượng của người Nhật. Và đồ là đồ chuẩn của người Nhật. Đấy, trước ngoài em check ở trên mạng ở bên Nhật con này nó bán hơn 10 triệu. Hình như là 10 triệu mấy trăm ấy vừa check. Hơn 10 triệu. Đấy, em nâng bán 3 triệu. Bảo hành cho các bác em bảo hành hẳn cho các bác 2 năm luôn. Đấy, hỏng hóc hỏng. Ba cho bác từ A đến Z bảo hành 2 năm. Đấy, tội vạ đâu cứ em lâm mà bắt đền. Đấy, cho yên tâm. Đấy, chấm mét luôn. Đấy, em xin chào các bác nhá. Để em còn quay trước khác. Đấy, quay một cái model nữa là model phím ấn. Đấy, con model phím ấn này nó còn, em thấy nó còn khiếp hơn cả cái con này. Đấy, nó còn có cả quay chân. Đấy. Đấy, em chào các bác nhá. Các bác nào lấy thì ủng hộ em nhá. Đấy, số điện thoại đây rồi. Đấy, nhà em thì nó chật. Đấy, bếp ga bây giờ lại cho lui đây. Bác nào lấy bếp ga thì ủng hộ em nhé. Bếp ga ế quá, ga lên đắt. Mà bếp giờ đang giảm giá sâu. Cứ gọi là mua được bếp ga. Đấy, các thể loại bếp ga luôn. Bác nào mua thì gọi em hai số này nhá: 0377 99 6066,
0975 360 453. Đấy, các bác mua ủng hộ em Lâm nhá. 3 triệu một chiếc chưa bao gồm đổi nguồn. Đổi nguồn thì mất thêm 200.000 nhá. Đấy, đổi nguồn thêm thì mất thêm 200.000 tiền đổi nguồn. Đấy, còn bác làm vào nhà có điện 110 rồi thì thôi, không cần phải mua đổi nguồn nữa. Đấy, lắp luôn bên trong nhá. Lắp giấu bên trong này nhá. Giấu bên trong này luôn các bác nhá. Em lắp đổi nguồn giấu luôn bên trong này. Đấy, để có yên tâm là không sợ là nó dính dớp bên ngoài không có đâu nhá. Mà đút trực tiếp vào bên trong này luôn, đút trực tiếp trong hộp bên trong luôn. Đấy, rất gọn nhẹ đấy, trông không ảnh hưởng gì cả luôn, kín mít luôn. Đấy, bác lấy ủng hộ em nhá. Quạt Nhật nhá, quạt hơi xương Nhật, cực mát luôn. Con này mà nhà bác nào mà nhà gỗ nhá, không cần bật điều hòa luôn, bật không thì cũng đã mát rồi. Đấy, giá quá rẻ luôn, bằng những cái quạt cây Việt Nam mình tôi gì không mua. Đấy, máy thì đầy đủ khiển nhá, không thiếu gì đâu nhá. Đấy, còn có con thì còn pin, không có hết pin các bác phải tự thay tự mua. Đấy, pin thì ở đây em không bán, em không mua được. Đấy, cái pin này là nó là cái pin đồ chơi ngày xưa bọn em vẫn chơi, nó ở trong những cái quả đèn nháy nháy mà. Đấy, bác lấy thì alo cho em. Em đang có riêng cảm ứng này thì em đang có hơn 40 chiếc, còn cái phim ấn này thì rất ít này, phim ấn này rất ít này, mà check ở trên mạng thì con phim ấn này nó đắt hơn con cảm ứng này. Đấy, không hiểu tại sao nhưng em check mạng con này đắt hơn. Đấy, bác lấy thì alo cho em chào các bác nhá.